xin được gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Rộ tin Ukraine, Nga bí mật đàm phán chấm dứt chiến sự. Sức mạnh khó lường từ pháo phòng không KS-19 đã 76 tuổi của Ukraine. Lính Nga dạng dẫm khi bị Ukraine bắt giữ, số lượng lính tự nguyện đầu hàng ngày càng tăng 12 lính thủy quân lục chiến Nga thiệt mạng khi đốt lửa trong giờ nghỉ trưa ở Rostov Ukraine ồ ạt đột kích dữ dội vào các trung tâm chỉ huy Nga ở Kherson bất chấp thời tiết xấu. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Hồng Dạng rất vui được gặp lại quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quý vị thân mến, nhà báo Mỹ Seth dẫn nguồn thảo tin cho hay, quân đội Nga và Ukraine được cho là đang bí mật hội đàm trong bối cảnh chiến trường rơi vào bế tắc. Vào ngày 1 tháng 12, Seth và nhà báo Mỹ từng đạt giải Pulitzer, dẫn nguồn thảo tin nói rằng, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zalukny và người đồng cấp Nga Valery Gerasimov đang bí mật tiến hành các cuộc đàm phán giữa quân đội với quân đội. Nhà báo Hush cho hay, động lực của các cuộc đàm phán đó không phải là Washington hay Moscow, không phải tổng thống Mỹ Joe Biden hay tổng thống Nga Vladimir Putin, mà thay vào đó là hai tướng cấp cao điều hành cuộc chiến ở Ukraine là tướng Valery Gerasimov của Nga và tướng Valery Zaluzhny của Ukraine. Nhà báo họ dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, tướng Zaluzhny nhận được sự ủng hộ của Washington để tiến hành các cuộc đàm phán như vậy hai bên được cho là thảo luận các điều khoản liên quan đến vấn đề Crimea và bốn tỉnh Ukraine đã sắp nhập vào Nga sau các cuộc trân cầu dân ý gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái. Đổi lại, Nga có thể sẵn sàng cho phép Ukraine gia nhập NATO với điều kiện NATO phải cam kết không triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine. Thỏa thuận cũng sẽ không cho phép NATO đặt vũ khí tấn công ở Ukraine. Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine từ lâu theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên NATO thậm chí Kiev coi việc gia nhập NATO là mục tiêu chiến lược trong chính sách đối ngoại từ năm 2017. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần nêu rõ không bao giờ nhận bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình hay để gia nhập NATO. Ý tưởng cho rằng Ukraine có thể nhận lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO đã được các cựu quan chức cấp cao của NATO đưa ra. Trong đó có cựu tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen, và cựu tư lệnh đồng minh tối cao châu Âu Shams -Tabridis. Vào ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh những người ủng hộ kế hoạch này nên yêu cầu các quốc gia khác đưa ra những nhận bộ tương tự. Nếu họ làm như vậy, tôi sẵn sàng lắng nghe lập luận của họ. Gần đây, một số phương tiện truyền thông nói rằng Mỹ và một số đồng minh đang thúc ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh chiến sự bế tắc, trở thành cuộc chiến tiêu hào kéo dài. Cụ thể, Mỹ, Đức được cho là chỉ cung cấp cho Kiev những vũ khí đủ để cầm cự, thay vì những vũ khí có thể giúp Ukraine giành lại lãnh thổ từ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ thông tin này. Ông khẳng định chiến trường không bế tắc và cũng không có đồng minh đối tác nào gây sức ép buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Ông cũng công khai chỉ trích tướng đi khi ông phát biểu trên truyền thông rằng cuộc chiến Nga-Ukraine đa đang rơi vào bế tắc, không có đột phá nào trong thời gian tới. Sức mạnh khó lường từ pháo phòng không KS-19 đã 76 tuổi của Ukraine. Kính thưa quý vị, binh sĩ Ukraine đã lắp pháo phòng không KS-19 có từ năm 1947 vào phía sau xe tải nhằm tạo ra vũ khí có thể tiêu diệt hàng chục binh lính đối phương cùng một lúc. Tờ Daily cho hay, binh sĩ Ukraine đã biến một loại pháo phòng không có từ thời Liên Xô thành vũ khí di động trên mặt đất có thể tiêu diệt hàng chục binh sĩ đối phương cùng một lúc. Theo Daily Beast, đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn 241 của Ukraine đã gắn pháo phòng không KS-19 cỡ nòng 100 ly có từ thời Liên Xô vào phía sau xe tải để chúng có thể được vận chuyển vào và ra khỏi vùng giao tranh. Đơn vị này đã mất 3 tháng để tháo những khẩu pháo KS-19 ra và lắp chúng lại trên một nền tảng di động. Kết quả là quân đội Ukraine thu được một loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu dàn trải, cách nhau 100 mét đồng thời có thể tiêu diệt hàng chục binh lính đối phương cùng một lúc. Trung sĩ Shepsony Levin thuộc đơn vị pháo binh của Ukraine cho hay, chỉ trong 3 ngày, pháo binh KS-19 được điều chỉnh lại, đã tiêu diệt 1.000 binh lính Nga. Theo trang Business Insider, pháo phòng không KS-19 lần đầu được giới thiệu vào năm 1947. Vài năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, KS-19 có khả năng khai hỏa với tốc độ 15 phát một phút, có thể bắn trúng mục tiêu mặt đất cách 20 km và bắn trúng mục tiêu trên không ở độ cao 15 km. Dù các đồng minh phương Tây đang cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và đạn dược hiện đại, song nhiều loại vũ khí mà Ukraine sử dụng để đối phó Nga lại là vũ khí do Liên Xô trước đây sản xuất. Theo Daily cho biết, lữ đoàn 241 của Ukraine đã nhận được 4 khẩu pháo phòng không KS-19 hồi tháng 3. Lữ đoàn 241 cũng trang bị cho những khẩu pháo này các máy tính bản điện tử trị giá 8.000 USD. Những máy tính bản này hoạt động với một máy bay không người lái UAV và người điều khiển để theo dõi và nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga. Lính Nga nhẹ dẫm khi bị Ukraine bắt giữ. Số lượng lính tự nguyện đầu hàng ngày càng tăng. Kính thưa quý vị, theo một báo cáo mới, binh lính Nga ở Ukraine đang than thở về những nỗ lực chiến tranh của đất nước họ và một số người bị bắt thực sự nhẹ nhõm khi rơi vào tay của lực lượng Ukraine. Cuộc phản công hiện nay của Ukraine phần nào bị cản trở ở các khu vực như Andivka, nơi binh lính Nga đã tràn vào thị trấn công nghiệp nằm ở phía đông vùng Donetsk kể từ đầu tháng 10. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, những thành tựu mới trên lãnh thổ bị Nga sắp nhập vào năm ngoái đã được thực hiện vào hôm thứ Ba, khiến Nga tiêu tốn nhiều xe tăng và thiết bị quân sự trong chiến dịch này. Nhưng vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên tục tán thành những nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin như một sự xúc phạm đến lý tưởng của phương Tây, thậm chí bằng cách bắt hàng trăm nghìn công dân làm quân nhân để hỗ trợ cho mục đích của ông, vẫn chưa có giải pháp hay kết thúc nào trước mắt. Thương vong của các binh sĩ và tướng lĩnh Nga vẫn tiếp tục, các thiết bị quân sự đang bị lực lượng Ukraine phá hủy và nền kinh tế quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến kéo dài 21 tháng. Một số tù binh chiến tranh Nga ở Abdiivka, hầu hết ở độ tuổi 30 và 40, đã nói chuyện với tờ Konchichino từ một gara không được tiết lộ nằm ở miền đông Ukraine sau khi họ bị quân Ukraine bắt giữ. Tạp chí được cho là đã xác nhận danh tính của họ. Một người lính Nga tên Sergei, cựu công dân nhà máy ở Brun, gần dãy núi Ukraine, người đã đăng ký vào tháng 10, đã được tăng lương từ 30.000 rút lên 100.000 rút, đã gọi chiến tranh trong thành phố là cơn ác mộng. Ông cho biết Quá trình huấn luyện của quân đội Nga bao gồm các nhiệm vụ, bao gồm nhặt các cành cây. Quá trình huấn luyện trên chiến trường bao gồm việc bắn số đạn trị giá hai băng đạn từ một khẩu súng trường tấn công bên cạnh các bài học sơ cứu. Thay vì chỉ lái xe tải ở phía sau như dự kiến ban đầu, anh ta lại ở tuyến đầu của trận chiến và cuối cùng bị bắt vào giữa tháng 11 tại Abdiivka sau khi bị thương. Anh đã chứng kiến những xác chết rải rác khắp sơn phía bắc thành phố. Ông nói và cho biết thêm rằng gia đình ông chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào mà Điện Kremlin đã hứa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi không muốn nhìn thấy cơn ác mộng này nữa. Một người lính Nga khác tên Pavel, trước đây là thợ vận hành mấy công cụ đến từ Siberia, cho biết anh nằm trong số những người nhập ngũ vào năm 2022 và có quyền lựa chọn chiến đấu hoặc bị tống vào tù. Anh ấy cho biết quá trình huấn luyện chiến thuật của anh ấy bao gồm việc lao qua chiến trường theo phong cách của các bộ phim Thế chiến thứ hai Thơ Liên Xô. Trong đó, có đội hét lên vì Stalin. Trên chiến trường, ông cho biết nhiệm vụ của đơn vị ông đã khiến rất nhiều binh sĩ thiệt mạng. Pavel nói với tờ Sono rằng, chỉ huy nói rằng chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình, đồng thời đổ lỗi cho các chỉ huy về việc thiếu đào tạo bài bản. Nhưng làm sao bà có thể nói như vậy nếu chỉ có 35 trong số 100 người quay trở lại? Và đó chỉ là trong một ngày. Để trở thành đội quân tấn công thật sự, cần rất nhiều công sức và thời gian. Thứ tư ngày 29 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng của ông Putin đã chịu 327.580 thương vong về quân sự kể từ khi bắt đầu xâm lược. Newsweek không thể xác minh số liệu của Ukraine và các ước tính khác có xu hướng thận trọng hơn so với Kiev. Nga chưa công khai tiết lộ số thương vong trong lực lượng của mình. 12 lính thủy quân lục chiến Nga thiệt mạng khi đốt lửa trong giờ nghỉ trưa ở Rostov. Quý vị thân mến, một nhóm gồm 12 thủy quân lục chiến thiệt mạng trong vụ nổ tại sân tập Kuminsky ở vùng Rostov của Nga. Sự cố xảy ra do không tuân thủ các quy định về an toàn. Thông tin về vụ nổ được xác nhận bởi ba nguồn cùng một lúc, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, quân đội và cơ quan điều tra. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ nổ xảy ra vào ngày 3 tháng 11 Khoảng 20 người thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến đã đốt lửa trong giờ nghỉ trưa bên cạnh các khối đạn. Một quả đạn súng phóng lựu OBC-7 lăn vào đám cháy và phát nổ. Tám người thiệt mạng tại chỗ và tám người khác bị thương. Bốn người khác bị thương nặng và chết tại bệnh viện sau vài ngày. Tất cả những người bị thương và thiệt mạng đều là lính hợp đồng từ Vladivostok. Bộ Quốc phòng nga chưa bình luận về vụ việc. Vào tháng 2, truyền thông địa phương đưa tin 6 binh sĩ Nga ở vùng Kursk cũng giáp Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ nổ vô tình được kích hoạt khi những người này đang sử dụng bếp nấu ăn. Theo kênh Telegram Basa của Nga, kênh thường xuyên đăng tải thông tin về các vấn đề an ninh trong nước. Những người lính lúc đó đang ở trong chiến hào đã đổ xăng lên bếp mở gây ra vụ nổ. Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti vào thời điểm đó rằng Vụ nổ là do sự vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu an toàn của quân đội, quân khu phía Tây ở khu Hãng thông tấn này cũng đưa tin có 6 binh sĩ thiệt mạng. Vào tháng 1, có đội Nga đóng quân ở vùng Belgorod cũng thiệt hại trong một vụ nổ vô tình. Đại diện dịch vụ khẩn cấp nói với hãng thông tấn nhà nước TASS vào thời điểm đó, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do xử lý đạn dược bất cẩn. Ukraine ồ đột kích dữ dội và các trung tâm chỉ huy Nga ở Kherson bất chấp thời tiết xấu. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ tiền tuyến, tại tỉnh Kherson, lực lượng Ukraine đang vừa củng cố các vị trí mới, vừa tiến hành các cuộc đột kích bằng siêu pháo HIMARS nhắm vào các trung tâm chỉ huy của Nga, đồng thời cải thiện việc luân chuyển quân trong điều kiện thời tiết xấu. Aeromaidan Red đưa tin cho biết, lực lượng Ukraine đã củng cố các vị trí mới trong rừng, chuyển thêm quân tiếp viện và tiến hành cuộc đột kích hiếp trên diện rộng nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy, nơi tập trung lực lượng và nhiều hệ thống phòng không của nga. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đã xấu đi, ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động tác chiến đang diễn ra dọc sông Dnipro. Thời tiết xấu là thách thức lớn nhất đối với các đội trinh sát của nga và Ukraine. Tuy nhiên, tầm nhìn hạn chế cũng mang lại nhiều cơ hội, đặc biệt là cho người Ukraine vì họ có thể tiến hành luân chuyển lực lượng và vận chuyển tiếp tế đạn dược dễ dàng hơn nhiều. Trên thực tế, các nguồn tin Nga cho biết, trong vài ngày qua, người Ukraine đã chuyển thành công các đơn vị bổ sung đến bờ đông sông Dnipro và có tới 400 binh sĩ Ukraine hiện đang hoạt động gần Trinky. Ngày 1 tháng 12, một số nguồn tin của Nga thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đã tiến về phía tây nam Trinky và thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở khu vực rừng gần đó. Các nhà phân tích Nga bắt đầu cảnh báo rằng Ukraine đã sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành giai đoạn tiếp theo của chiến dịch tấn công. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga cho biết người Nga đã sử dụng bom FAP-250 để nhắm vào các vị trí tiềm năng của Ukraine. Điều thú vị là binh lính Nga trên thực địa bày tỏ sự bi quan về hiệu quả của các cuộc tấn công. Điều này một phần giải thích tại sao người Ukraine đã vượt sông thành công và giữ vững được vị trí như vậy. Có vẻ như quy mô của chiến dịch tấn công sẽ còn tăng hơn nữa vì thời điểm thời tiết được cải thiện. Quân Ukraine bắt đầu không ngừng nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy, tập trung lực lượng và hệ thống phòng không của Nga. Các máy bay chiến đấu Ukraine thuộc lữ đoàn 35 gần đây đã công bố đoạn phim cho thấy các cuộc tấn công của Himas ở Kershenska. Đoạn video có nhiều cuộc tấn công và theo các binh sĩ Ukraine, họ đã phá hủy một số ngôi nhà mà người Nga dùng làm doanh trại cho binh lính và ít nhất một nhà kho chứa thiết bị quân sự. Một video khác cho thấy lực lượng đặc biệt Ukraine đã xác định được một phương tiện chỉ huy và điều khiển của Nga gần Nova Matka. Cuộc tấn công ngay lập tức của Himas đã phá hủy chiếc xe cùng với các chỉ huy Nga. Lực lượng Ukraine cũng tấn công một tòa nhà ở Uvland do Nga kiểm soát, đang diễn ra một cuộc họp của lực lượng an ninh. Các nguồn tin của Nga cho biết một cuộc tấn công bằng HIMARS của Ukraine đã giết chết 4 cảnh sát thân Nga và làm 18 người bị thương. Trong khi đó, Nga thứ Sáu ngày 1 tháng 12 cho biết quân đội của họ đang tiến vào mọi khu vực của mặt trận Ukraine, mặc dù các nhà quan sát thấy rất ít chuyển động. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các quân nhân của chúng tôi đang hành động thành thạo và quyết đoán, chiếm được vị trí thuận lợi hơn và mở rộng vùng kiểm soát của họ về mọi hướng. Trong cuộc họp ngắn với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga, Đại tướng Shoigu cho biết lực lượng của ông đã gây thiệt hại hỏa lực một cách hiệu quả và chắc chắn cho các lực lượng vũ trang Ukraine, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của họ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews btv hsa.gmail.com à Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.